Bác sĩ nói ba mày khỏe rồi, nhưng mà bác sĩ khuyên là không có được đưa ổng vô đây thăm, sợ gặp xúc động và không có tốt cho sức khỏe. Con cảm ơn hai bác với anh Kiệt. Khỏi cảm ơn, khỏi cảm ơn. Hả? Không biết kiếp trước gia đình tao có nợ gì gia đình mày mà kiếp này phải nai lưng ra hả trả nợ vậy đó. Trời đất ơi, mày thì không nói gì bỏ đi, thằng em mày mới là đồ mất dạy đó. Thưa bác. Thưa cái gì? Nó bỏ đi không nói tiếng nào, làm thằng con tao phải gánh còng lưng. Bây giờ nó phải đóng cửa cái văn phòng luật sư của nó kìa. Mày có biết không? Để xảy ra chuyện gì vậy bác? Mày nhìn mày kìa. Mày ngu thiệt hay ngu giả vậy hả? Thằng con tao nó phải trả tiền bồi thường cho người nhà của nạn nhân, rồi tiền phẫu thuật, tiền thuốc men cho ba mày. Làm cho nó kiệt quệ, phải đóng cửa văn phòng. Trời ơi, mày báo qua mà, báo từ cha tới con luôn đó. Yêu cầu người nhà trật tự. Xin lỗi cán bộ, hơi lỡ lời một tiếng. Nè, tao nói hơi thẳng, nhưng mà mày cũng phải suy nghĩ. Mày tạo một cái gánh nặng quá lớn cho thằng con của tao. Mày ở trong này có cái ăn cái mặc thì không nói làm cái gì hết á, nhưng mà thằng con tao ở bên ngoài kìa, nó cực như một con chó. Bây giờ còn phải lo cho thằng nhỏ nữa, giống như một cái tảng đá mà đè trên lưng nó vậy đó. Trời ơi, mày ác quá, ác luôn á. Mà tao nói ra điều này á là lo cho con tao, nhưng mà cũng lo cho ba mày. Mày thử nghĩ coi, nếu thằng con tao có chuyện gì á thì ai sẽ chăm sóc ba mày? Mày ấy là đứa bất hiếu không lo cho cha của mày, thì mày đừng có cản trở người khác lo cho cha mày chứ. Hả? Mày làm như vậy á là bất nhân bất hiếu lắm. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VOON.